Thì là chúng ta là sáng tạo một cái clip xoay quanh chủ đề Tết đồng viên với hai thông điệp chủ đạo là về nhà đón Tết, gia đình trên hết, quà là bằng gia đình xung họp Tết nào vừa Tết đồng viên. Tức là một cái chủ đề liên quan đến xung vầy liên quan đến đồng viên gia đình khi mà mỗi dịp Tết đến xung về. Thì các bạn biết là đối với dịp Tết truyền thống cổ truyền người Việt Nam mình nói riêng và nghĩa đông nói chung thì Tết là một cái gì đó rất là thiêng liêng, rất là ý nghĩa mà tất cả những người cho dù bận rộn thì đều xa quê, cho dù có những cái hoàn cảnh khác nhau vì những cái mưu sinh, những bộn bề lo toan cuộc sống, và Tết là những cái gì người ta phải ghét qua tất cả mọi thứ đó để trở về xung họp gia đình, trở về trong phút giây thiêng liêng nhất của đêm cho từ đêm 30 tháng 12. Cái chủ đề mình nó rất là rộng, chủ đề Tết đoàn viên thì các bạn không nhất thiết là lúc nào phải ở ngay cái đêm giao thừa, ngay đêm 30, ngay thời khắc mà chuyển giao đi năm mới, là cũng không nhất thiết như vậy. Các bạn có thể là sẽ tạo một cái clip về một cái hành trình trở về nhà đón Tết của một người nào đó, một cái người con, người cha, người mẹ, người cháu xa nhà chẳng hạn, không nhất thiết là lúc nào phải cái kết thúc nó phải xoay quanh cái đêm 30 cả. Thì chúng tôi không có buộc sự sáng tạo các bạn, mình không muốn khuôn khổ hóa, không muốn là công thức hóa những cái clip này, mà tùy các bạn sáng tạo. Miễn sao thông điệp các bạn truyền tải là đúng thông điệp về đồng viên gia đình, về Tết đồng viên là được, thì không nhất thiết là phải lúc nào phải chọn thời điểm nào thì được được cả, trước Tết hoặc sau Tết cũng được. Miễn sao thông điệp bạn nó cảm động, có sức lan truyền, có sức ảnh hưởng. Thì cái định hướng tùy nó này là tức là chúng ta mang những gì người tiêu dùng cần đến, chứ chúng ta không mang gì chúng ta có. Cho nên chúng tôi không nói về sản phẩm, chúng tôi nói về những cái gì người dùng quan tâm, nói về những gì cộng đồng cần và cộng đồng muốn. Chúng tôi là cũng là truyền tải thông điệp về nhà đón Tết, gia đình trên hết, nhưng mà tụi em có thể nào mà tạo ra một cái chương trình, một chiến dịch riêng mà thực tế là những người chưa có nhưng mà vẫn mang được cái thông điệp này cho cái chương trình riêng. Nếu em làm điều đó, thật sự anh rất ngưỡng mộ em. Tức là trên thực tế là em đang làm công việc mà anh đang làm. Nếu mà làm thì hoàn toàn sẵn sàng đón nhận và nhiệt tình đón nhận. Thực sự nó chia sẻ với bạn luôn là hôm qua những cuộc thi này chúng tôi cũng mong muốn tìm được điểm hướng viên sáng giá cho công tác nhân sự sau này. Thực sự sáng tạo là không có giới hạn, sáng tạo không ai đem cái thước đo hay không ai đem cái khuôn khổ áp đặt vào sự sáng tạo cả. Ở đây trong cái clip nữa thì bên nhất tôi cũng không có ràng buộc các bạn, các bạn phải dùng đúng cái tông màu đó, các bạn phải dùng đúng cái đối tượng, nó phải là lúc nào đồng viên cũng phải là cha con xa nhau rồi mẹ con cách trở, rồi lúc nào người cha ta trở về cuối cùng ở trong quần cáo. Ngay cả khi mà bên tôi làm việc với các đơn vị đối tác đó, khi mà sáng tạo cái gì đó, thì cũng nói luôn quảng cáo, bạn thấy lúc nào đó, nó cũng có cùng một kết thúc của đơn vị quảng cáo, như đặc biệt là các sản phẩm mà nhà thực phẩm đó, lúc nào có một kết thúc là gia đình ngồi ăn vui và hát chiên xào nấu nướng, cả gia đình ngồi ăn rồi hát đi với nhau cười cùng chơi cái bữa ăn, thực sự lúc nào cũng cùng một kết thúc có hậu, nhưng mà nó cùng một đáp số thì người dùng mà cảm thấy rất là nhàn, nó sốt thôi chứ lúc nào thấy cái mở đầu không biết là cái gì, mà cuối cùng thế nào cũng ngồi lại với nhau ngồi ăn xong kết thúc sản phẩm, kết thúc cái quảng cáo. Thì đó là một cái công thức chung mà nó tạo thành một lối mòn trong quảng cáo. Ngay cái bên chúng tôi bây giờ cũng không đi theo hướng đó, tức là tạo một sự nhàm chán. Bên brand sợ nhất là gì vậy, làm công tác brand sợ nhất là sự nhàm chán, sự lặp lại và đi vào lối mòn, đó là những cái sợ nhất của người làm sáng tạo. Thì khoan cho các bạn sẽ sáng tạo thoải mái, miễn sao bạn đừng bữa. Có thể không hiểu từng bữa các bạn sáng tạo giống như là mấy cái trang web hài ML rồi đó, xin cảm ơn trước. Có hai cái thông điệp, thứ nhất là về nhà đón Tết, gia đình trên hết, và quà là bằng gia đình xung họp Tết mà vui bằng Tết làm viên. Thì em phải là hai cái thông điệp này, thì cái thông điệp là thông điệp chính mà cái nhà hàng cần phải đánh vào, và em phải đưa nó hai cái thông điệp vào hay không? Cái câu đầu tiên các bạn, cái hai cái thông điệp các bạn về nhà đón Tết gia đình trên hết và quà bằng gia đình xung họp Tết là vui, rất là vui, thành tích nó cùng một nội dung, nó chỉ khác cái văn phòng thôi, cho nên nó cũng được điều là promote về cái Tết đồng viên. Thì không điểm chính là cái về nhà đón Tết trên hết, thì bạn có thể dùng một trong hai thông điệp đó, cả hai thì càng tốt, không nhất thiết phải dùng một trong cả hai, có thể chọn một trong hai thông điệp đó. Và cái trên TVC các thông điệp chủ đạo cũng là về nhà đón Tết trên hết. Anh muốn hỏi nè, nhiều người tiêu dùng người ta xem quảng cáo có và người ta chọn mua sản phẩm có thể là không phải là do sản phẩm có chất lượng hoặc là quá tốt hơn so với các sản phẩm khác, người ta ấn tượng và cảm tình với sản phẩm khác thôi. Thì em biết là cái nét truyền thì nó có hai thông điệp là về tình cảm gia đình, sản phẩm của gia đình và một sản phẩm chất lượng cao cấp. Thì em muốn biết là công ty là muốn nhấn mạnh vào thông điệp nào hơn, muốn ưu tiên thông điệp nào hơn? Vì em qua hai đoạn quảng cáo em thấy là cái
hoàn cảnh được xây dựng trong quảng cáo kiểu là ở về cái những gia đình có khá giả và có điều kiện. Nếu bây giờ mà bọn em làm cái một bài quảng cáo mà ở bình dân hơn, mà đơn giản hơn thì nó có làm thay đổi gì về thông điệp của công ty không ạ? Bình dân hơn, đơn giản hơn. Cái quảng cáo của chúng tôi, một trong cái nguyên nhân làm nên thành công quảng cáo là gì? Nó không mang tính tuyên truyền sản phẩm một cách trực tiếp, một cách lộ liễu, một cách hơi bị phô, mà nó mang tính truyền tải thông điệp và chia sẻ một thông điệp mà cộng đồng cùng quan tâm. Thì cái thông điệp cần viên đó, người giàu có quan tâm các bạn, người nghèo quan tâm, càng quan tâm, người không có điều kiện ăn Tết cũng sẽ quan tâm. Tại vì cái đó là không có cần vật chất, người ta chỉ cần trở về với nhau là được, lần đầu tiên gặp mặt nhau là vui, không cần phải ở phải có xe hơi, phải có TV nhà cao cửa rộng mới đoàn viên được, mà chỉ cần họ có điều kiện họ sẽ trở về. Những người làm thực chất cái thông điệp này chúng tôi đánh vào những người xa nhà, những người vì mưu sinh, vì bốn ba lo toan cuộc sống mà không thể trở về được. Đó là cái câu chuyện cảm động, chứ không phải họ không quan tâm gia đình nữa các bạn. Có hai đối tượng, đối tượng thứ nhất là mãi với công việc quá say với công việc, quá đam mê việc, họ quên cái đoàn viên gia đình, họ có thể họ đặt cái công việc họ cao hơn, cái ưu tiên việc cao hơn, gia đình là thấp hơn thì họ sẽ không quy định trở về, hoặc là có thể họ bận bận cái gì đó vì công việc mà họ không sắp xếp, họ không chủ động sắp xếp thì họ trở về. Thì đó là những người thứ nhất. Những người thứ hai là đúng vì họ rất muốn trở về, họ khát khao trở về, nhưng mà vì những cái mưu sinh cuộc sống họ không về được, họ không có tiền về xe, họ không có tiền mua vé về xe, họ không có được một tấm vé về xe, họ vì còn lương, họ vì bắt buộc ở lại cũng sống ở thành phố không về được. Thì đó là những người thứ hai. Thì những người thứ hai, những người rất nghèo khổ, nghèo khó, họ không có điều kiện. Thì cái thông điệp này là dành cho cộng đồng chứ không dành cho những nhóm người nào cả. Thì em có thể em không cần focus vào một cái group nào hết.